hái rau bên này thì hôm qua là anh nhìn thấy là có ai hái sao ấy, đúng không? Là mẹ ra trộm. Mẹ ra trộm á? Vâng. Thế là hôm qua là đi đâu hết mà mẹ ra trộm ở đây? Hôm qua thì không ở nhà thì mẹ ra đây trộm thì Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Vừa rồi cháu Lực lên thì nghe được một câu chuyện đó là khá là bức xúc của bác ạ. Nghe ông nói rằng là mẹ của các em lại về trộm cái lá dong đấy. Hôm nọ lá dong này quả bánh trưng đấy các bác. Hôm nọ thì cháu Lực đã nói với lại ông là dặn dò ông là cái lá dong đấy là không để cho ai lấy. Nhưng mà không biết hôm qua cái lý do tại sao mà hôm nay cháu Lực lên thì thấy lá dong là hầu như là có như là bị ai mà cắt sạch hết rồi. Và cháu có hỏi ông thì ông nói rằng là mẹ của em Hải với em Sử về lấy. Cháu Lực không biết rằng là cái câu chuyện mà người mẹ về lấy lá dong thì không biết là phải là ông cho hay là mẹ tự ý về cắt. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi tìm hiểu xem là cái câu chuyện mà người mẹ ra cắt cái lá dong là thực hư như nào các bác nhé. Cái lá dong này thì nhà ba ông cháu là trồng được một chút cô bác ạ, trồng được một chút để mà gói bánh trưng, để mà gói bánh trưng hay là đem đi bán ấy. Ông thì vừa rồi có Đức lên thì ông đang một mình là một phủ ở đây, không biết là em Hải với lại em Sử là đi bán hết rồi. Ông phấu này đưa chứ, phấu này đưa. Bây giờ chúng chính nó mì mẹ chứ. Bây giờ chính nó mì mẹ. Bây giờ chính ạ. Nó mì chứ mẹ. Bây giờ chính ạ. Có thổ có sắc nữa ạ. Thì ta đâu bây giờ chính ạ. Cho em ngân nữa. Ông là còn không biết cái lá đấy là theo tiếng nùng là gọi như nào. Cái cây này thì khá là thơm các bác, cây đấy. Đây thì để mà nhóm bếp hay sao ấy. Mấy này không mấy cá gì, mấy dạng nổ. Mấy dạng. Mấy này phải tàu mai gì. Cái lưu màu dạ béo má không mà lại mà chứ ok này ok này ok 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 ok. Thế là phía đây thóc tảng phí ở đây bè. Phía đây thóc tảng phí ở đây bè. Phía đây thóc có phăng vào thùng à. Đi đây bè. Thưa các bác là dân tộc Mông thì không có gói bánh trưng các bác ạ. Chỉ có làm mà bánh dày thôi. Chỉ có làm bánh dày với lại bánh tét thôi. Nhưng mà cái lá dong này là mà bao cháu trồng là hình như là để đem đi bán các bác ạ. Để đem ra chợ bán. Cái tới đắm đưa mấy xe người ta. Đắm đưa luôn. Đây chỉ tía cho em Phúc ta. Gì? Từ mê hài dù đắm ấy. Chúc cần. Cái cầm bụi mê hài đâu. Đúng mê hài. Bụi mê hài đang đắm luôn. Đắm đưa luôn. Thế là cái lá sông kia là ông trồng từ rất là lâu của bác ạ. Không biết là ông trồng hay là ai trồng. Dê đắm nhá. Chứ còn quên đắm về. Tức còn dê đắm á. Cái dê phá hôn xuống lên. Làm thế cho y hài bị tơ bay ra. Ta lấy tay.
Hải thì đi chăn trâu rồi các bác ạ. Bây giờ cháu Lực sẽ đi xuống chỗ của em Hải để một tí nữa hai anh em đi cắt cái lá rong và hỏi em Hải kỹ hơn để về cái vấn đề mà bị mất cái lá rong này. Ở đây thì ông là bộ phủ từ nãy đến giờ đúng không các bác ạ? Hải chăn trâu ở dưới đồng ruộng ở dưới đây. Tôi cũng đọc được một số bình luận nói rằng là khi mà mình làm cái nhà mới thì mình nên là gỡ bỏ cái ngôi nhà cũ đi. Đấy, theo như cháu Lực thì sẽ cháu Lực sẽ không gỡ bỏ các bác ạ. Mình sẽ tận dụng lại đấy để mình để làm kho hay là để làm gì đó. Nhưng bây giờ chuồng trâu thì ở đây cứ đầy đủ hết rồi. Như là đủ trâu về sao. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, đóng cho bà đi. Đấy, ra đây anh hỏi một chút. Lá rong này thì hôm qua là anh nhìn thấy là có ai hái sao ấy, đúng không? Là mẹ ra trộm. Mẹ ra trộm á? Vâng. Thế là hôm qua là đi đâu hết mà mẹ ra trộm ở đây? Hôm qua thì đi không ở nhà thì mẹ ra đây trộm thì mẹ ra đây trộm thì không bảo là ông đứng nhà kia thấy. Mẹ bảo là cái búi này là của mẹ chồng á. Thế là cái búi của mẹ chồng là mẹ đã là chồng á. Thế là mỗi năm thì có thế không? Hay là năm mỗi năm nay thôi? Mỗi năm nay cả. Mỗi năm nay thôi đấy. Vâng. Thế mỗi năm là không lấy à? Không ra. Tức là mỗi năm nay là mới ra lấy đúng không? Vâng. Thế là cắt ra hết rồi, anh nhìn thấy. Còn là những cái lá bé thôi. Cái lá to rồi. Thế là hôm qua là bao cháu là không ai ở nhà luôn. Đây là mẹ ra cắt. Thế nhưng mà lúc mà ông bắt cắt bắt đầu là mẹ ra cắt không hay là thế là xong là không cắt nữa. Chạy đi về nhà. Thế là lúc về là có cầm theo cả cái lá rong đi về không? Hay là có ạ, vẫn cầm theo. Ở đây thì thưa các anh chị rằng là nhà bao cháu ấy thì là không có gói bánh chưng, chỉ có làm là bánh dày thôi. Có khi là mẹ cắt là cũng để đem đi bán. Tại vì là đến cái thời điểm hiện tại thì đồng bào dân tộc Mông các bác này hay lên trên rừng già để mà lấy được cái lá rong về để đem đi bán. Có khi là đi lên rừng già về rồi, lên rừng già kia của bác này, nhưng mà khi mà đi qua chỗ nhà của bao cháu chắc là nhìn thấy không hay ai ở nhà nên là cắt đi. Hôm nay thì cháu Lực cũng định lên xem là cắt ra một chút ra lá về thì để gần đến ngày Tết qua thì sẽ gói bánh chưng. Để bảo là các em đi xuống nhà cháu Lực phần khoản của mình của gói bánh chưng này thì là cũng được bán tạm là để cháu Lực là 60 đô. 60 đô cho cháu Lực là mua
gạo, mua gạo nếp này, mua thịt này và mua một số gia vị khác nữa để mà làm sao mà bao cháu đến ngày 30 thì có bánh chưng để mà gói và có bánh chưng để mà nấu bánh chưng lên đấy. Em đã từng bao giờ nấu bánh chưng chưa? Chưa đã. Chưa à? Vâng. Thế thì năm nay em nấu bánh chưng nhá. Vâng. Nấu bánh chưng thì phải là nấu mấy tiếng đồng hồ đấy thì có chịu được không? Được à? Thế mọi năm thì không có làm bánh chưng gì à? Không. Thế có được ăn bánh chưng bao giờ chưa? Bánh chưng thì được à? Bánh chưng thì ăn mình ăn ở đâu? Ăn trên nhà chú à? Vâng. Nhưng mà nhà chú có bánh chưng hay như nào? Nhà chú làm bánh trắng à? Bánh trắng á? Thế còn bánh chưng thì em ăn ở đâu? Chưa được ăn à? À, thế là vừa rồi được ăn bánh trắng là đúng không? Thế là bánh trắng là thuộc dạng như kiểu gói, như kiểu là bánh chưng dài dài đúng không? Vâng, làm như là làm xong gạo nếp thì lấy một cái gì để đa trong đó thì làm xong thì làm một cái hình tròn thôi. À, thế là cái bánh tròn cái thôi. Vâng. Chứ còn là bánh chưng thì có khi Hải nói, cháu Lực nói bánh chưng thì Hải còn chưa có biết. Nói thì có thể là Hải xem sách vở và theo dõi được trên điện thoại thì có thể là biết bánh chưng. Nhưng mà còn ông với đại sử chắc là không biết bánh chưng cô bác ạ. Đấy, chưa từng năm nào mà có bánh chưng cả. Đấy, còn bây giờ thì mấy em mình đi cắt một chút lá đi nhờ. Đấy, gọi ông ra đi cắt cùng. Ê, em chuẩn bị dao nhá. Ông thì chú nhờ mấy bổ cho tiếp của các bác. Bây giờ bạn ông tiếp như thế nào? Đây mình thuốc tiêu phay ở đấy nổi nào. Cây này của bác là cái cây này dùng để nhóm bếp thì tốc độ cháy nó rất là nhanh. Đấy, phả phả cho em nào. Phả ra. Rất là thơm, cái này thuộc dạng kiểu là thuộc dạng ngọc am, dạng nhỏ dạng gì thơm. Này đây, bác nhà tìm miếng một khắp dân gian rồi đấy à? Ừ. À, cái cây này là cô bác à, ông kể rằng là mình nếu mà để trong nhà là cũng rồi muối luôn đấy. Đây là này cho máy đó, bắt đầu chỗ để mai như thế này à? Lấy vàng này, lấy vàng đi lên biển đâu không? Biển đâu nữa? Biển đâu không? Chú đi ra cho biển đâu đi nè. Ồ, mà đưa với nhau nè hả? Đây là đang ta hải với chất bầu đâu nghe. Ừ. Ông thì đang bục cùi những cái lúc cái cung hắn hải đi những người khác lá rong, xem là có phải là cái được là lá không, sợ rằng là mẹ là cắt ra lá to đi hết rồi, lấy cái gì đi buộc không? Không lấy đâu à? Có vẻ là có đang rất là to, đang là có gì đó. Thế còn dùng được không nhỉ? Cái nó cắt lá to hết đấy. Rồi xem có lấy được không? Lấy được thì mình lấy, còn không lấy được thì chắc là đi mua chỗ khác về thôi cô bác ạ. Mẹ của các em thì có vẻ như là năm nay khi mà cháu được ra giúp đỡ thì có vẻ như là cũng khá là nhiệt tình giúp đỡ cho ba ông cháu rất là nhiều công chuyện mà toàn những cái chuyện phá hoại thôi. Ôi trời ơi, đây cắt hết rồi. Cái này lá to rồi. Thì chúng ta đi xem là lá nào mà dùng được thì là cái này lá to rồi cô bác, là hầu như là cái lá nhỏ chứ còn nữa. Cái này thì chắc là xem là được lá nào thì sẽ lại là mang đi nhà còn dao nữa không? Đấy, lấy lên dao lên con đi. Xem là lá nào mà còn dùng được nữa thì cứ dùng thôi.
khá là lá khá là đẹp. Như ông thì kể, ông thì nói rằng là cái búi này là thì ông trồng từ lúc mà chưa có hải. Thế Lực nghĩ rằng là người mẹ các em trồng, tại vì là vừa rồi em Hải nói rằng là mẹ ra thì nói là cái búi này là của mẹ chồng, cho nên là mẹ cắt rất là vô duyên. Tại vì là chưa phải nói thật sự ra có ba ngày, Lực cũng rất là mong muốn là câu chuyện này sẽ chấm dứt hoàn toàn, không có câu chuyện là mẹ các em về phá hoại hay là về lấy những thứ gì của ba ông cháu thêm một lần nào nữa cả. Tôi cũng gọi là đi qua đây là không nhìn thấy là ba ông cháu ở nhà là lấy luôn, nhưng mà trong lúc mà đang cắt ấy thì là ông là bắt gặp rồi, cho nên là mới ngừng đấy. Thế thì lúc đấy thì em có ở nhà không hay là đi đâu rồi? Mẹ em Trân Châu à? Để ngoài bánh trưng thì rất là tuyệt vời. Ui, toàn lá củ đấy nhỉ. Anh là từ lúc chưa có hải là cũng đã trồng cái búi rồi đấy. Hầu như là lá này không còn dùng được bao nhiêu nữa cả. Thế thì một tí nữa gói lại nhỉ. Em lá nào mà không rách không thủng thì mới lấy được. Cái này là để mà nhộn xôi cô bác ạ, cái này ấy. Cái này thì Hải là nhộn nhé. Hải có biết là nhộn xôi không? Có. Đây là màu gì? Màu. Cái này màu tím à? Lá này thì lá để nhộn xôi là màu tím. Hôm nọ thì có các bác không còn nói cho được là gửi cái này để lên đấy, gửi cái này đi đấy, nhưng mà cho được lúc đấy chưa tìm được cái màu. Đây là một tí nhưng mà nhộn khô thì rất là đẹp. Em còn không biết không còn thì mình nhớ thêm khác để xem nào. Toàn mấy lá 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 rách hết rồi. Got it.
nào mà lá to này thì gói bánh trưng nó sẽ được đẹp hơn. Thế nhưng mà do là mình phát hiện là cũng đã lên không có dùng nữa. Hôm qua nếu mà không có mẹ có em mình ra trộm thì chắc là bây giờ mấy anh em sẽ không có phải là đi mua thêm nữa. Bây giờ thì chắc là có được phải tìm mà tìm chỗ để mua lá xong rồi. Vào đến ra cái thời điểm này gần cận kề Tết quá thì tìm mua cũng rất là khó, tại vì là người ta là cũng phải đem đi bán hết thôi. Bây giờ thì cả Hải gói lại xem được bao nhiêu lá nữa. Được, đi ra thì gói thì anh đi xem rồi cắt xem là còn là như nào nữa không. Hải đến là được bao nhiêu lá nhá. Này thì ở rừng thì cũng có loại lá này ấy. Không có đâu. Không có á? Ừ. Anh thấy là bà con hay đi rừng để tìm nữa mà. Có. Có nhưng mà có ít đúng không? Đấy Hải bây giờ mình ôm hết đi về nhà đi, xong một tí nữa mình quấn xong. Anh thấy là ở bên kia có một núi nữa đúng không? Đây cái lá to rồi. Lá to to này thì hầu như là thì mẹ của anh chị cũng phải là bắt sạch rồi, chỉ còn để lại cái lá nhỏ thôi. Lá nhỏ thì đem đi bán thì chắc là cũng không có được, thì không có ai mua thôi. Lá nhỏ thì đem hái đem đi bán được khi người ta ăn chuyển rồi. Bây giờ kia ai đang đốt nương sao nhỉ? Không sợ cháy rừng. Để đây ạ, mình đi ra kia tìm nó, sau tí thì mình ra đây đi trước sau. Bởi e nào ở đây ạ? Chứ nào ấy? Tay được cái tay mi hả? Tại hạt cầm mi à? Cái tay cái gầy đi về. Đấy cái tay cái điếng hả? Tay cái điếng này. Ồ, đây vẫn tay điếng về. Ừ, cả tay điếng. Ồ. Cái này thì cũng có thêm một búi đâu bác, nhưng mà cái bên này nó là thuộc dạng là lá đỏ, bên kia nó là lá trắng. Nhà của bác cháu thấy nó có một cái hang cua, cua rất là to của bác là thế này. Mọi thứ nó nhìn thấy. À, bên này còn. À, thế này là chắc là búi nhỏ hay là mẹ không phát hiện được đây chứ không là lấy thêm đấy nhỉ? Mẹ thì hôm qua là mẹ nói là mẹ chồng à? Ừ. Thật là rắn nha, đã xanh nha. Ô, cái này cũng à, đây đây. Đây được rồi. Đây thì mang về là phải cọ rửa, ngâm khí thì mới lấy được. Rồi ở đây. Ui, anh thấy là dấu hiệu là ai về đây lấy sao rồi? Cái này thì lá nhỏ nhỏ hơn bây giờ. Chỗ này là có cây chuối rừng này các bác này, chỗ này ấy. Là to nhưng mà rách hết rồi Hải ạ à, đây. Ui, cái củ gì đây? Cái này cái góc à? Góc của cái chuối.
Đây, xả cơm đi. Cái chuối thật là bớt bỏ đi thì nó mới như đấy được. Thế là chú, thế là chú trên kia này có đấy sao nhỉ? Thế là chú ơi. Chú biết à? Rồi thế hay em mình đi xem anh, nếu mà có thì lại xem là mua ai được cái đấy. Ừ, ít quá thì chú không đủ quá. Có mấy lá nhỏ to thì qua mẹ đi. Các em là bà học hết rồi. Đấy, anh em mình đi xem đi nhé. Ông thì nó đang chưa vào công việc là bổ củi này. Thế ông bảo là bổ củi mấy nữa đi khi mà họ đánh xong ấy thì là dùng để mà đun đánh. Chú lợi này chú nên bỏ rồi à? Anh chủ đi đâu rồi? Thế là một đây có em với ông ở nhà đây à? Thì em bé là đi đi làm công việc gì rồi không thấy ở nhà, xe thì vừa rồi cho Đức lên cũng thấy ở nhà đâu rồi. Nhà cũ thực là quý giá, cái này có xe đây cho nó xe. Đấy, khói nhờ cho xe bọc trường đi nhìn được không? À, chú có sự gì đó? Cũng thuộc dạng là gia đình quá à? Cũng khó khăn. Được bên xã của ta hỗ trợ là có một cái ngôi nhà ghép. Nhưng mà bây giờ thì con cái ông, con cái chú cũng lớn luôn. Thì ra là làm một ngôi nhà mới thôi. Chú hỏi chú nữa. Cũng như là có không mới có được những cái máy trong cái tiền chú xong hả? Thế nên mời tổng chính nào? À đây à? Ô này mời, thế là mới nên mời tổng chính bố. Cái là hòn chỉ bỡ đây, còn trên là thầy không? Ừ. Nướng đấy cái mì đâu? Nướng làm răng kìa. Thầy nhớ thì các xem là được cắt được bao nhiêu thì về thì cho chú tính kia xem là được bao nhiêu. Để về một chút. Vì gia đình chú cũng rất là khó khăn đúng không ạ? Mày thấy đây có một búi nhỉ? Ok đấy. Bây giờ phá đi hết rồi, cần đi hết sao rồi? Ôi, thảo quả đúng không? Thế này có một miếng thảo quả đó. Cái măng thảo quả đây đúng không? Đây, chú bác này cái măng thảo quả đây rồi. Thế này là để hầm mà với xưa thì ăn rất là ngon. Vào cái mùa mà ấy, thì bà con chúng ta hay ở đây để đem đi bán. Được phải lấy ra một rất là thơm mấy nữa, thảo quả nó sẽ mở quả này ra này các bác. Thảo quả để mà đi ăn nó cái xưa thì cũng rất là ngon.
Và đã từng ăn cái quả đậu phụ được chưa? Dạ. Rồi à? Dạ. Thế thì mình ăn thì ăn như nào? Thơm, cực kỳ thơm các bác ạ. Quả thì mấy nữa mà ở trên chuối nhà sử thì mình có, tại vì là nó có cái nguồn là nước mát ấy, cái nguồn là nước à, nước mát nước trong á. Cái thảo quả này bây giờ cái mang nó còn non ấy thì là mình có thể là đem thái, đem đi đi thái hoặc đi thái thịt bò. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng em Hải đi lên trên này tập thêm một chút nữa xem là có không. Để một tí nữa thì khi mà cái nhà thì nó mới được xây dựng xong các bạn. Bây giờ thì đi lên trên thì đường cũng khá là khó, tại vì là toàn chui vào trong bụi gì cả thôi. Trong bụi ở đây thì có một cái bụi chuối mà bụi chuối rừng các bác. Tôi được nhìn thấy là chưa có cái bụi chuối nào cả. Cái lá nào không bị rách nhá, cái lá nào mà bị rách thì thôi, đi gói bánh còn rất ra đấy. Thêm lá nữa. Đi ra là chú xem mà chú có được bao nhiêu. Ráo về. Ờ. Ráo nha. Được bao nhiêu lá? Đợi Hải cắt nốt chỗ đấy xem là bán, xem hỏi cô chú xem bán được như thế nào. Lá không to Hải nhá. Lá này nhỏ. Này, à con đi khai ra nè. Bố phải khai à. Tâm hồn đây nữa. Dê tâm hồn á. Mới chết được. Tâm hồn đây đấy. Tâm hồn đấy. Có đẹp chứ á. Có đẹp chứ á. À con hồn ăn đấy. Khai. Đi ra khai khai đá nào. Đi nào. Đi qua hả? Ủa nó nhìn mẹ này, ông khai khai lắm nhá. Nhìn nhìn hả? Ừ. Bé à, đến bé đi thôi. Nhìn nhìn hả? Đến bé con đi thôi để đi kiếm cho khác mua. Đây lá nhỏ quá. Cầu bầu, cầu bầu. Hả? Với tiền á? Thế là cô cho à? Ờ, thế là tiền tiêu. Đây, Hải cầm đi. Cô bảo là không lấy tiền đấy, lá to thì cô gắt hết thôi, lá nhỏ đâu các bác ạ.
vừa lên nhà thì nhà chú bảo là mua các bác, nhưng mà chú là cho cô chú là cho luôn được thêm 20 lá nữa. Bốn cái là gói đồ tầm ba lá, thế là to, thế là tầm bốn lá đấy cô bác. Bây giờ thì để mà về xong ra cuốn lại, thế là được bao nhiêu thì được thôi. Thì ra bên chỗ mấy nhà bên kia đó thì nó mua có đoạn cho nó cũng có đi và biết mình nhìn thấy chỗ xem là hỏi người ta bán không. Nếu mà người ta bán thì có thể là như là đồ hạt thì là ta đem đi bán hết rồi đấy. Thì bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Có nhà thì hái, có nhà thì không hái. Có nhà hái nhưng mà hái để lại, hái nhiều quá thì ta cũng bán mất đi. Bây giờ thì phải quần lại nhé. Lấy cái gì buộc ấy? Đeo cái khúc này. Lấy cái gì á? Lấy cả dao đi. Đi hái đi. Cái này là cây gì đấy? Không biết là ông chỉ lấy à? Ồ, cái này này, để buộc rất là tốt này các bác này. Buộc váy trẻ đôi là được luôn. Ồ, là ai đây rồi, đây rồi. Bố rồi xem à, tú rồi. Ông đi lấy thêm để mà cho buộc á. Cho mày nói cái này bây giờ nổ. Bó như này giờ để đem về. Em về cho là cho mẹ cháu được là đem đi đem rửa luôn. Cái lá nhỏ này không được đâu đây này. Ở đây không được đâu. Mấy cái lá này mình hái đâu nhỉ? Cái này không được đâu, hái. Cái này cho có gai. Cái này nó có gai, cái này không được đâu. Đấy, sờ sờ nó có gai ấy. Thế nào? Đây có một lá nữa kìa. Đây, cái lá này thì không được đâu. Nó phải mịn cơ. Đấy, nó phải mịn cơ. Không được đâu. Thà nó là cái lá này có gai này, có bác này, mẹ các em thì không đi lấy, chứ không là chắc là kia lấy hết rồi.
cái lá này thì mới được này. Phải lấy để xuống xếp lên này. Xong là tí mình quặn tròn lại thôi. Chắc là độ tầm được là hơn 20 lá. Hôm nay bảo là nên cắt lá để mà đem đi về xong là cất đi. Nhưng mà cũng không nhanh tay được bằng mẹ của các em. Mẹ của các em thì có vẻ là nhanh tay hơn. Khi mà gặp ông ấy, ông ấy nói xong thì mọi cái thì nó cũng đã xong rồi. Cắt thì cũng đã cắt hết rồi. Đấy, bao cháu thì mấy cái lá này thì bao cháu cũng không có dùng cả. Chỉ là đem đi bán thôi. Nhưng mà cháu Lực đã dặn là ông trước là bảo là để cho cháu Lực để mấy nữa mình đem gói. Mấy nữa để đem xuống gói bánh đúng không? Đã dặn trước rồi nhưng mà ông ấy cũng để lại cho rồi. Được có gần độ tầm hơn 20 lá. Hai chục lá thì chắc là cũng đủ để gói bánh cho ba ông cháu rồi, không cần quá nhiều cả. Được là bốn như này. Bộ xong chưa? Được chưa? Bộ được không? Chưa. Được rồi. Cái lá này thì hầu như là nó bị nó như kiểu là có gai ở đây các bác ạ. Cái lá này thì hình như là nó cũng có hai loại hay sao ấy. Mặc dù là nhìn nó rất là tương đương và giống nhau ấy, nhưng mà cái này là lớp ở trong này là khi mà mình có gói bánh ấy, thì ở trong này nó có gai cho nên là không thể gói được. Lá này là thì là nó mịn hơn. Vậy hôm nay lên thì phải nói là khá là đáng buồn hơn một chút cô bác ạ. Khi mà cháu Lực dặn dò là ba ông cháu là để lại rồi, nhưng mà ba ông cháu thì vẫn để lại rồi, nhưng mà vẫn để mà sơ hở một chút, là không nghĩ rằng là đến người mẹ năm nay lại ra vặt thêm cái lá dong này đi. Đấy, như nhà của mẹ xử chắc là gói bánh chưng nhờ. Đấy, nhưng mà ở đây thì các em là hầu như là không gói bánh chưng gì cả. Ông thì cũng nói với cháu Lực là chưa từng gói bánh chưng, và em Hải và em Sử cũng thế. Còn bánh chưng thì được nhìn thấy rồi, ăn thì cũng đã được ăn rồi, nhưng không được là chính tự tay cái bản thân của mình nó làm ra và bên trong nó gồm nó có những cái gì đấy. Và phần cái máy nữa thì hôm nào mà anh gọi đấy thì là đột khi xuống là gói bánh chưng nhá. Vâng. Hai anh em cùng xuống gói bánh chưng nhá. Vâng. Đấy, đem lên trên nhà của em gói thì thật sự ra thì anh cũng nói thật là bánh chưng là anh cũng chưa có kinh nghiệm để mà gói máy. Cho nên là đi xuống nhà anh thì là mẹ anh thì năm nào cũng gói bánh chưng rồi. Đấy, đi xuống ấy thì mình vừa học gói bánh chưng rồi thì mình vừa làm ở nhà anh luôn. Đấy, ở đây thì năm nay anh sẽ dạy các em gói bánh chưng. Thì năm sau thì dù có là như thế nào, dù có là được gạo hay được ít thì cũng gói bánh chưng độ tầm là 4 đến 5 cái. Nhá, 4 đến 5 cái để mình có bánh chưng. Đấy, để làm sao mình có cái ngày Tết là nó có phải là có bánh chưng rồi. Đấy, mình có gói bánh chưng thì cảm giác mà gói bánh chưng nó rất là vui. Đấy, cảm giác gói bánh chưng nó rất là vui. Cho nên là anh muốn các em là làm sao mà có được cái niềm vui đó đến với các em. Đấy, năm nay thì anh em mình cùng nhau gói bánh chưng. Đấy, nói thế cho nó nhanh nhá. Còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.